Hai Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai Cẩm Mỹ Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa tay dài mini dành cho anh em sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn nhé. Và em này đến từ thương hiệu Tanaka nha mọi người. Mã số là 335S nha. Đó. Thì em này thì đường kính bê tông là 37 ly, 33cc. Đó, và có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực lớn này và có nút bơm xăng phụ nha mọi người. Đó. Nói chung là cái đời này thì anh em sử dụng gia đình rất là nhẹ nổ, dễ xài, dễ sử dụng, và thứ hai là trọng lượng vừa đủ vừa tầm ha. Đó, thì em này nặng là 3,8 kg nha mọi người. Đó. Đầy đủ lam xích tất cả thì khoảng 4,2 kg. Đấy, anh em xài rất là vừa tầm, mình có thể leo nhau nhánh tỉa cành hoặc là lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy trong gia đình vườn nhà là khỏi suy nghĩ luôn ha. Đây. Thì lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40cm nha. Mặt cắt là còn 35, xích được sử dụng xích chung 91 nha mọi người. Lam xích còn rất là đẹp. Các nước sơn còn nguyên trên cây lam nha, chưa có bị dập đầu và chưa bị tè đầu lam. Và xích còn rất là dày nha mọi người. Đây. Đó, lam xích khá đẹp ha. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 1 ốc này, và trực tiếp bằng khóa 10. Tăng xích của em này nằm trực tiếp tại cây lam. Anh em chỉ việc lưới lỏng con ốc này ra là mình có thò vít vào đây, mình có thể tăng hay giảm xích là đều ở đây hết ha mọi người. Đó. Bên phía mặt máu làm các tem mặt tem hệ vẫn còn nhé. Tanaka Omaster mọi người. Rất là đẹp nhé. Chúng em này nhìn tổng quan ngoại hình cũng rất là xuất sắc mọi người. Đây lốc mặt tiền đây anh em. Đó. Màng lốc này có chùa chưa có bị chảy chụa luôn, còn rất là mới. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Tình trạng máy là zin nguyên bản nhé. Bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua sẽ được tặng kèm 3 món đồ. Tip mở buji, buji và rũa nha mọi người. Đây rất là sáng, nút bơm xăng phụ đây và đây là chốt e. Đó, bên phía mặt lốc này. Anh em thấy ạ. Đồ chạy trụ là không có luôn, rất là đẹp. Thì ở đây nó thiết kế cho mình bình nắp chứa liệu xăng pha chứa với nhớt là đằng trước này. Còn đằng sau này là mình chứa liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, đặc điểm của cái đời này thì cái bộ giật của nó là có thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn nên là anh em chỉ cần kéo nhẹ là nổ nhé. Đó. Các tem mạc bên phía má hộp giật còn nguyên Tanaka Start Made in Japan nha mọi người, hàng chuẩn của Nhật Bản nhé. Đây. Rất là đẹp. Các tem thương hiệu Lema, tem hướng dẫn sử dụng vẫn còn nguyên. Đấy. Đặc điểm là có trợ lực lớn nha. Bây giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tư máy. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích Tanaka này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 giá hàng nha mọi người. Giá của em này là 2 triệu đồng tròn nhé. Đấy, anh em nào ưng thì liên hệ qua em ha. Chung là như dòng máy này thì chú nào có tuổi nên sử dụng, đã sử dụng trong gia đình vườn nhà. Thứ nhất là trọng lượng vừa đủ, thứ hai là nó có trợ lực, có nút bơm xăng này, kéo rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nổ ha. Dễ xài dễ sử dụng nha. Start hàng 335S đó, thì đường kính bê tông 37 ly 33cc. Giá của em này là 2 triệu đồng tròn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nhé.